Dạ không biết nó ăn tại chỗ nó ra làm sao, nhưng mà thấy mập thịt nó cũng hơi khô khô. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập lại ăn cơm tấm sườn bì chả này cả nhà. Nói chung đáng gà đó là Mập không có ăn cái món này sớm như vậy đâu cả nhà, nhưng mà mập xem lại bình luận cái clip mà cơm tấm nghĩa của Mập á, cái cả nhà thấy nhiều người yêu cầu Mập làm cái cơm tấm ba ghiền nhiều quá luôn, nên hôm nay Mập order cơm tấm ba ghiền về để Mập quay coi. Tại vì cái này nó cũng Mập cũng chưa có ăn bao giờ cái chỗ này nè, nên cũng không biết nó ra làm sao cả nhà. Nhưng mà ập vô mắt Mập đầu tiên á thì cái miếng sườn này cả nhà, cái miếng này là miếng nhỏ này nha, còn miếng này là mới là chà bá luôn nè. Trời này cả nhà, đó bự hơn cái mặt của Mập luôn á. Trời, nó giáp cái hộp cơm luôn á, nó cũng chảy nước miếng luôn. Giáp cái hộp cơm luôn cả nhà, rồi người ta phải gấp cái miếng sườn lại, người ta mới úp được cái nắp hộp lại. Trời, quá hoành tráng luôn. Cái cơm tấm này là cơm tấm ba ghiền ở đường Đặng Nhân Ngữ, quận Phú Nhuận đó cả nhà. Còn Mập chỉ order, người ta ship lại thôi. Cái cơm sườn không á, là 75.000. Đó, Mập mua 2 hộp nè, rồi bì này Mập mua thêm 25.000 với cục chả 15.000 nữa. Rồi canh nữa, canh 2-30 gì cả nhà. Tổng cộng tiền ship luôn á là 306.000 hay gì, nãy Mập trả Mập quên nè. Nói chung thì Mập chưa có ăn chỗ này, để mà ăn con đó làm sao. Thấy miếng sườn là quá xuất sắc rồi đó. Rồi, mời cả nhà ăn với Mập nha. Cơm thì Mập có mua thêm một phần cơm thêm nữa. Nước mắm hơi ngọt cả nhà. Cũng ngon. Đặc biệt ở đây á, cơm tấm có nhiều chỗ á, người ta nói cơm tấm nhưng mà thật sự là gạo á cả nhà. Còn ở đây á, Mập thấy là tấm luôn, người ta nấu bằng tấm luôn cả nhà. Kiểu như cái hộp nhuyễn á. Cũng ngon á, ngọt ngọt bạn mặn. Bì cũng vừa ăn nè. Giá này đó thì tương đối cao, nhưng mà nó chất lượng cả nhà. Miếng sườn quá bự luôn. Miếng sườn nó bự hơn cơm tấm bữa Mập ăn. Cơm tấm mà Mập nói cơm tấm nghĩa bà điểm á, rồi để móc mồm á. Có cơm tấm nghĩa rồi Mập hay ăn, có khi tuần Mập ăn 2-3 lần luôn á. Chỗ này thì mới ăn lần đầu. Cái vị nó ngọt ngọt, giống cái vị của miền Tây Mập nè, nên nó hợp với Mập á. Còn canh nha, canh là canh sườn cải chua. Cũng ngon, không chua lắm. Thấy cục mỡ ứ hự. Rồi cục mỡ thấy ngán quá cả nhà ơi. Bỏ. Đây, cục xương ở trong canh. Bây giờ mình sẽ ăn thử sườn của nó nha. Nhưng mà miếng sườn tương đối nó cũng không có dày cả nhà, không có dày bằng cơm nắm nghĩa mà ăn. Ngọt, cái vị nó hơi miền Tây một tí đó nha, nó hơi ngọt ngọt. Thịt thì nó cũng khô nhưng mà không khô quá, chấp nhận được. Tại vì nói chung Mập mua về không biết nó ăn tại chỗ nó ra làm sao, nhưng mà thấy Mập thịt nó cũng hơi khô khô. Nó chung 8-9 điểm. Ok. Ok con mèo đen. Làm như thịt ướp mật ong hay gì á, cái vị ngọt của nó thanh lắm. Ngọt đường với bột ngọt thì nó hơi gắt, còn cái vị ngọt này nó thanh thanh sao. Ở đây chả nha, ăn chả hết rồi. Chả ngon, không khô. Nói chung ok đó nha. Cái sức của Mập thì chắc có thể bữa mốt Mập sẽ ghé đây nữa. Tại vì nó phù hợp với cái sức ăn của Mập á. Mập mới trở lên Sài Gòn đó nha. Thấy mấy bạn nó bình luận quá trời luôn, rồi nhắn tin Mập nữa. Bữa giờ nói chung cũng mấy clip cơm tấm rồi, thì cái nhà đề xuất Mập ăn cái chỗ này á, nên Mập phải ăn chứ Mập quay cũng cơm tấm cũng nhiều rồi, lâu lâu mình quay lại một lần chứ quay quá trời thì nó ngán đó nha. Thấm lắm, thật thấm lắm. Ok. Cơm ra còn nhiều lắm á. Ngon đó nha. Về quê á, tới đời này Sài Gòn buồn dễ sợ luôn. ước gì đó được ở quê mà được làm những công việc ở Sài Gòn cả nhà. Tại vì ở trên đây thuận tiện đủ thứ hết, còn về quê bất tiện á. Giống như Mập bán quần áo nè, Mập bỏ xỉ để cho người ta ở tỉnh này tỉnh kia. Ở dưới quê mình thì mình gửi vẫn được, nhưng mà mình gửi bưu điện nó tới lâu hơn nè. Rồi sao ta, nó không có bến xe rồi á, không có tiếng đó cả nhà. Còn Sài Gòn thì đi đâu gửi xe đi đâu cũng dễ hơn. Thịt nó, tại vì thịt này là thịt đúng nạc luôn, chứ không có mỡ nên nó khô cả nhà. Để nữa Mập ghé quán đó, Mập ăn coi ăn tại quán đó, nó có sẽ như thế nào. Nhiều khi mình ăn ở nhà nó mình order về đó, cái chất lượng nó không bằng ở quán đó nha. Quên nó cả nhà, ngày mai ở dưới quê gửi dưa mắm lên, dưa mắm miền Tây đó nè. Ngọc sẽ review cho cả nhà xem. Trời, Mập thích cái món đó cực kỳ luôn. Mập cũng có bán ở trên mấy cái trang của Mập á cả nhà. Nếu mà ai muốn ăn thì đặt Mập đi, Mập giao cho, bảo đảm không ngon là hoàn tiền luôn. Xuất sắc. Đó mình ăn với cơm ngon, hoặc là mua về ăn với cháo trắng. Bì ngon đó nha. Nó trồng cơm tấm á, mà thích ăn cơm tấm cực kỳ luôn. Hồi xưa á, lúc mới lên Sài Gòn thì cũng mấy năm trước, cũng gọi là ngày xưa ở cả nhà, thì lúc đó Mập lên đây á, nói chung là từ nhỏ tới lớn ở dưới quê á, không có những cái món mà hồi lúc trước thì đâu có bán đại trà giống như bây giờ là bún riêu phở rồi này kia đâu, chỉ ăn cơm nhà thôi, tại Mập ở trong vườn mà nó không có tiếp xúc được những cái món mà món nước món này món kia đó nha. Đó này chỉ ăn cơm, canh, đồ kho, rồi đồ chiên rồi ha. Có không? Lên Sài Gòn này á, cái Mập cũng chỉ biết ăn cơm thôi. sau này mới tập tành ăn hủ tiếu, bún riêu đồ, phở đồ này kia cả nhà, cháo đồ này kia, cháo lòng nữa. Nó lại lỡ khô hơn, nó dày hơn. Nhưng mà cũng ngọt ngọt, cái gì ngọt của mật ong nó thấm vô hay sao. Đâu thử cả nhà ghé ăn thử coi. Cái vị nó phải ngọt giống như mặt nói không nha. Ngọt thiệt. Nhưng mà ngon. Chứ phải ngọt như mà chè đó nha. Này ngọt thanh thanh đó. Nói chung á, có sao mập nói như vậy, chứ mập mà nói sai sự thật á, mà mốt cả nhà mà đi lại ăn, mập nói ngon cực kỳ hay là cái gì đó, cả nhà lại ăn không ngon là chết mập tiền luôn á. Cho dù mập không lấy tiền quảng cáo ở đây, nhưng mà mập là người á, chia sẻ cả nhà để cả nhà dự định đi ăn cái chỗ này, mà mập nói ngon. Không nói cái vị này vị kia, giống như ai không ăn mà cái vị ngọt được á, mà mập không nói nó ngọt thì cái cả nhà lại ở nhà ăn cái cảm thấy nó dở, cái về cái quay ngược lại chửi mập á. Có trường hợp đó cả nhà. Bởi vậy review á nó cũng khó, là mình phải làm cho đúng cái nhiệm vụ của mình. Cho dù mình nhận tiền BA cá hiểm nó nồng lên, cho dù mình nhận tiền bia cho quán hoặc là mình không nhận gì á, mình cũng phải nói đúng sự thật. Đồ ăn là phải vậy cả nhà. Có một trường hợp á, mập không có cái tên đi được, nhưng mà có một youtuber review của quán đó. Nói chung là quán nó cũng ngon, nhưng mà khách đó, kiểu như cái quán đó có bị phốt cái là quay về chửi youtuber quá trời luôn. Nên mập sợ lắm. Cái nào nó đúng sự thật cả nhà. Rồi hôm bữa nói chung cái quán mà mập nói mập đi mua hủ tiếu á, nói chung được cái sự mà tương tác của mọi người rất là nhiều. Hỏi em mập cũng nói luôn, mập muốn chia sẻ cho những ai mà chưa bị, lỡ lại đó bị thì sao, đúng không? Còn ai mà bên nói tội người ta, nếu mà tội thì đừng nên làm vậy cả nhà. Trước sau gì cũng hỏng mập thì cũng người khác à. Thì mình cũng muốn làm vậy cho người ta thay đổi cái cách phục vụ của người ta lại, chứ đâu nói là mình đâu nói là tẩy chay của quán đó, đâu nói là đừng mua nữa thôi, mình đâu có tẩy chay đâu. Chứ mập này mập không bao giờ mập ghé luôn đó. Còn nhiều người vô nói tội thì đúng thật, cái tính của mập thì mập cũng hay là giấu tên những cái quán mà ăn mà không ngon đó nhà, tội nghiệp người ta. Còn những cái quán như vậy á, Thì Mập phải cảnh báo cho cả nhà để cả nhà né, cho người biết một chút chứ. Ngon nhưng mà hơi ngọt. Thịt đó không có bở, ở nhà thấy cũng tươi á. Khô quá. Nạp đi ăn quán, quán có chỗ nào có tóp mỡ. Giống như làm cái nghề YouTube này á, cũng nhạy cảm lắm. Mấy nhà ở bên Hàn Quốc đó, các chị kia cũng làm ăn uống mà chỉ giống như là quảng cáo á, thuốc giống như thực phẩm chức năng thôi, chứ không phải là thuốc giảm cân thật sự. Vậy nên chỉ nói thuốc giảm cân á bị phạt đâu 4-5 nghìn đô gì đó. Mập mà lỡ bị phạt như vậy tiền đâu Mập đóng, Mập nghèo cũng chết. Đôi khi cũng có nhận quảng cáo, nó quảng cáo nhớ. Cái quảng cáo á thì nói chung Mập nhận thì Mập nhận cái giống như là giới thiệu một cái quán nào đó, chứ không phải là những cái quảng cáo mà lúc mà clip đang phát nó hiện lên giống như là nhà tôi ba đời chị một cái này một cái kia đó nha. Cái có nhiều cô chú á giống như là không có hiểu rõ cái nói Mập là nhận những cái quảng cáo của những cái lương y dởm. Nói sao con thấy ông Võ Hoàng Yên con thấy gì mà con không biết, con né mà con đi nhận những quảng cáo đó. Thực ra là mấy cái quảng cáo nó tự đặt trên YouTube của Mập, chứ không phải là Mập đi nhận những cái quảng cáo cho những cái nhà thuốc đông y đó. Trời ơi, cho Mập cả tỷ mà bẹt 2 tỷ bẹt chưa chắc thì Mập nhận nữa, chết luôn á cả nhà, chứ đừng nói. Có nhiều cô chú hiểu lầm Mập nhận quảng cáo, nó tự đấu thầu, nó tự vô YouTube của mình luôn, mình đâu có biết đâu, đâu biết thể nó sẽ hiện quảng cáo gì đâu cả nhà. Cuối cùng Mập bị hàm quan. Canh ngon. Hảo cả nhà. Này, nói chung cả nhà gợi ý cho Mập một món gì á, nói chung thì hồi từ lúc mà Mập làm YouTube tới giờ mà cả nhà góp ý cái món gì á, gợi ý cho Mập món gì ăn cũng đều ngon hết trơn nha, để ý thật sự luôn á, không phải chiêu đùa gì mà cũng có nhiều, mà cũng có một số người á vô giống như là kêu Mập ăn giống như ăn một gói mì mà kêu Mập ăn với 1000 trái ớt thì sao mà ăn được. Thì còn có nhiều người á giống như là đa số cái nhà kêu làm cái món gì mà Mập thấy giống như là một cái hiệu ứng á, thì Mập sẽ làm theo cái món đó mà đúng ngon luôn. Mập để ý rất là nhiều lần rồi, có thể trên 10 lần có luôn á. Còn đa số là những món mà Mập tự phát rồi mà Mập làm theo là dính à, dính món ngon liền à. Thì cái Mập có thêm một địa chỉ ăn uống nữa, thì hôm nay cũng vậy. Hôm nay thì Mập cũng nghe lời cả nhà, cũng một số người góp ý Mập, kêu Mập là làm cái món cơm tấm ba ghiền này thì Mập mới làm, chứ Mập cũng mới vừa làm cái món cơm tấm gần đây. Thì nói chung nó ngon thật sự cả nhà. Nó cái sườn á nó chỉ có 2 điểm trừ là một là nó hơi khô một tí, tại vì nhưng mà Mập cũng chưa chắc là nó có phải là điểm trừ thật sự không, tại vì Mập mua về á nên nó hơi khô. Còn để hôm nào Mập đi ra quán Mập ăn thử coi nó có khô không nha. Thì cái đó thì điểm trừ đó thì để qua một bên đi. Còn một điểm trừ thứ hai là nó hơi ngọt một tí, nhưng mà nó ngọt của mật ong thì cũng để qua một bên đi. Thì nói chung thì nó cũng ok, cho nó một like cả nhà đó, cho quán một like. Thì nói chung giá thì nó cũng hơi cao nhưng mà nó chất lượng. Thì cả nhà nếu mà muốn ăn thì ghé thử trải nghiệm coi nó có giống như lời Mập nói không. Còn thí dụ như cả nhà thấy món ăn hôm nay Mập thể hiện nó ra làm sao, rồi thấy nó có hấp dẫn không, nó có ngon không, cái cách Mập ăn sao, thì cả nhà bình luận phía bên dưới góp ý. Thí dụ như Mập đọc được cái gì đó là Mập sửa lại những video tiếp theo. Còn bây giờ thì cả nhà nếu mà thích thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với nghe cả nhà. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6 và 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.